Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 8 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Dần, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, giờ Hoàng Đạo trong ngày là giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Đại Khê Thủy, ngày Giáp Dần, tức Can Chi Tương Đồng, thuộc Mộc, ngày hôm nay là ngày Cát các bạn nhé. Về nạp âm, Đại Khê Thủy, Kỷ Tuổi, Mậu Thân, Bính Thân, ngày thuộc hành Thủy, khắc với hành Hỏa, đặc biệt là Tuổi, Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ, thuộc hành Hỏa, không sợ Thủy đoạn. Ngày Dần, lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, thành Hỏa cục, xung với Thân, hình Tỵ và tuyệt dậu các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ và Canh Tý. Tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thánh Tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, cầu tài, tế tự, sao Giải Thần, Đại Cát, tốt về tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao Dịch Mã, tốt mọi việc, nhất là cái việc xuất hành. Về các sao xấu trong ngày cũng có, như là sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Trùng Phục, Kỵ Giá Thú, An Táng, sao Nguyệt Hình, xấu mọi việc, sao Không Phòng, kỵ cái việc cưới hội các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 3 ngày 8 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi Tý thứ 3 ngày 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang có cái điểm báo rất chi là rối rắm và hoang mang vô cùng khi không biết được cái mục tiêu của mình nằm ở đâu nhé. Và bạn tuổi Tý trong ngày thứ 3 này bạn cũng đang gặp thương quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi Tý rất dễ bị người khác sai khiến nữa. Trong ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tý, lập trường của bạn cũng không vững vàng. Cái điều này có thể khiến cho bạn mắc phải những cái sai lầm khó có thể chấp nhận được nhé. Bạn mệnh tuổi Tý, bạn cũng nên xác định được rõ cái mục tiêu của mình và phấn đấu để đạt được cái mục tiêu đó, cho dù có cái chuyện gì xảy ra với bạn đi chăng nữa nhé. Trong ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp ngày Thủy sinh xuất cho Mộc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý có phần bận rộn với nhiều chuyện trong cuộc sống. Bạn đang bị áp lực đè nén lên vai, cho nên có những lúc không kiểm soát được cái cảm xúc của mình mà buông lời trách móng khiến cho đối phương bị tổn thương nữa đó bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, công việc có nhiều biến động. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, bạn dễ bị lạc lối. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, lập thừa trường thiếu vững vàng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, tư tưởng gia trừ mận. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 3 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục,
màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, bạn đang có được báo hiệu sẽ gặp được quý nhân phù trợ, công việc của bạn ngày càng được thăng tiến tốt hơn nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang có được chính ấn chiếu mệnh ở bên cạnh bạn, cho nên bạn mệnh đang giành được lòng tin của đồng nghiệp, của cấp trên nữa rồi. Bạn mệnh tuổi Sửu trong cái ngày này, bạn làm việc không kể ngày đêm, bạn đang muốn chứng minh rằng cái năng lực của mình, nên không muốn bỏ lỡ bất cứ cái cơ hội nào để thể hiện bản thân mình trước mặt cấp trên, nỗ lực để đạt được cái mục tiêu mong muốn nữa rồi. Xong, có lẽ chính vì cái tinh thần cầu tín của bạn tuổi Sửu trong ngày này mà bạn và người ấy nảy sinh cái sự mâu thuẫn, mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy đôi bên chưa thực sự hiểu nhau, dẫn đến cái sự hiểu nhầm và thiếu đi cái sự bao dung và thông cảm cho nhau đó bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, còn nhiều hiểu lầm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, công danh thì được thăng tiến. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Mộc, mệt mài làm việc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bạn cố gắng hết sức mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang có được thiên tài ở bên, cho nên bạn tuổi Dần không cần phải lo lắng nhiều về cái chuyện tiền bạc đó bạn nhé. Với bạn tuổi Dần trong ngày này, thu nhập không đến từ công việc chính mà đến từ các công việc phụ, nghề tay trái của bạn đó. Và bạn tuổi Dần, bạn mệnh biết cách sắp xếp thời gian để làm việc khoa học, chỉ chu trong từng chi tiết nhỏ, bạn được khách hàng khen ngợi và hài lòng với bạn. Xong, bạn tuổi Dần, bạn có thể sẽ được trao cho nhiều cái cơ hội kiếm tiền hơn nữa với mình đó. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng, dù bạn đang bận rộn cho cái việc kiếm tiền rất chi là thuận lợi, nhưng bạn cũng đừng ham quá mà quên mất phải chăm sóc cho sức khỏe của chính bản thân mình. Bạn đang có cái điểm báo có thể mắc bệnh liên quan đến thận đối với bạn tuổi Dần nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dần, nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên chọn cái hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, tiền bạc vào như nước. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, sức khỏe đi xuống. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, bạn chú ý chăm sóc bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, rất có thể bạn là người may mắn nhất trong ngày hôm nay khi mà cả tình duyên lẫn tiền bạc đều được như ý bạn tuổi Mão nhé.
Và bạn mệnh tuổi Mão trong ngày hôm nay cũng biết cách để nắm bắt lấy cái cơ hội cho mình nữa rồi. Trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày Mão dần tương hội. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão có nhiều được cái cơ hội để tiếp xúc với người khác giới, đôi bên cùng thấy hấp dẫn bởi đối phương. Bạn tuổi Mão sẵn sàng bật đèn xanh cho người ấy tiến tới nữa rồi đó. Và trong cái ngày này đối với bạn tuổi Mão, chính tài xuất hiện làm cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay có được tài chính vững vàng. Bạn mệnh có thể thoải mái làm những cái việc mình muốn mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều bạn tuổi Mão nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão, cái việc xuất hành đi xa cũng được thuận lợi và bạn nên chú ý là xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình. Trong ngày, bạn cũng đang có được tác động của những sao tốt như là sao Thánh Tâm, sao Giải Thần, đặc biệt là sao Dịch Mã. Xuất hành đi xa thì được thuận lợi, cầu tài được như ý. Đi ra thì có người giúp đỡ nhé. Thiêu Khổng Minh hôm nay cũng là một ngày tốt, xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt. Bạn tuổi Mão nên tận dụng cái cơ hội này bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tài chính ổn định. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn biết nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, bạn nên nói lời yêu thương. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, đừng ôm mộc đơn phương. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, công việc ổn thỏa động. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này cũng khá chi là may mắn trong cái chuyện tình cảm của mình nhé. Bạn tuổi Thìn với những trở ngại trước đó dần được đẩy lùi và với cái sự chân thành của bạn trong ngày hôm nay, bạn đã chứng minh được tình yêu bền vững nữa rồi. Trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có cục diện tương hội. Cái điều này cho thấy bạn có được cái sự thăng hoa, báo hiệu cái chuyện vui sắp tới với bạn. Người có đôi thì sẽ dần suy nghĩ tới cái việc về chung một nhà, có nhiều ước mơ và mong muốn về cái mái nhà chung, gây dựng gia đình riêng cho mình nữa rồi bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang có được thiên ấn chiếu mệnh, báo hiệu bạn có những tin vui, thành công cho bạn tuổi Thìn trong công việc ngày hôm nay. Và bạn mệnh cũng có những cái ý tưởng sáng tạo và độc đáo, dám nghĩ, dám làm mà phá vỡ mọi cái giới hạn của bản thân mình trước đó rồi đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tinh thần hừng hực. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, đọa lửa nhiệt tình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, niềm vui bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, có nhiều mong muốn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, tình cảm được thăng hoa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang có cái điềm báo gặp đủ mọi chuyện xui xẻo không mong muốn ập đến với mình nhé.
Và bạn thú tị, trong ngày này, bạn đang có những cái nỗi lo lắng riêng của mình, không dám mà cũng không muốn chia sẻ với bất cứ ai đâu. Trong ngày thứ ba này, đối với bạn thú tị, ngày này bạn cũng đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi. Cho nên trong cái ngày dần này đối với bạn thú tị, bạn đang chịu tác động tiêu cực của cục diện này. Cái điều này khiến cho bạn mệnh đang có tâm trạng càng ngày càng sa sút. Và bạn thú tị, bạn hãy mở lòng mình tâm sự với người ấy. Tình yêu có thể giúp cho bạn vượt qua được đối bạn thú tị nhé. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này càng tô thêm màu điên cho cái vận trình của bạn. Bạn mệnh cần phải thận trọng trong cái mối quan hệ xã giao của mình, tránh để cảm xúc quá đà mà gây tổn thương cho người khác nhé. Bạn tuổi tỵ, trong ngày này tâm trạng của bạn không được tốt, cái việc xuất hành với bạn cũng không được thuận lợi. Đặc biệt là đối với những bạn làm ở văn phòng thì nên chú ý cẩn thận về giấy tờ trong ngày, không nên ký kết hợp đồng bởi bạn đang có cái điềm báo, có cái sự sai sót, mất tiền, mất của, còn liên quan tới kiện tụng để nó bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, công việc bất ổn. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, tâm trạng sa sút. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, có nhiều nỗi buồn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, bạn cần phải suy nghĩ lạc quan luận. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất, cho nên bạn đang có được cái vận quý nhân dẫn đường trị lối. Những cái chuyện ngợ chẳng thể nào giải quyết được thì ngày hôm nay sẽ đâu ra đó, chỉ trong một nốt nhạc thôi đối bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn nắm được bí quyết để đạt được cái mục tiêu của mình nữa rồi đó. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, tình yêu không quá khó khăn với bạn. Bạn chỉ cần có lòng là ắt sẽ có được hạnh phúc. Đừng đòi hỏi quá nhiều, bạn có thể sẽ đánh mất đi cái cơ hội tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, mà nên duyên hạnh phúc của bạn nhé. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang có được chính quan giúp sức. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Ngọ đạt được những cái bước tiến mới trên cái con đường sự nghiệp của mình. Với những cái nỗ lực của bạn tuổi Ngọ được đánh giá rất chi là cao, có thể được trao thêm những cái trọng trách quan trọng trong công việc với bạn nữa đối bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, xuất hành thì được thuận lợi. Bạn đang có được các sao tốt chiếu mệnh như là sao Thánh Tâm, sao Dịch Mã, sao Giải Thần, đặc biệt là sao Dịch Mã chiếu mệnh. Cái việc khai trương xuất hành với bạn rất chi là thuận lợi, ký kết hợp đồng thì cũng rất tốt bạn tuổi Ngọ nhé. Và theo khẩu mệnh, hôm nay là ngày dương kim, cũng rất chi là tốt, xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt của bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, bước tiến mới trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tình yêu đã đến. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, có nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, cần hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, may mắn ngập tràn với bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ, trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần.
Tử vi tuổi Mùi, thứ ba, ngày mùng 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này sẽ được cấp trên trao cho những cái cơ hội để thực hiện những cái ước mơ của mình. Trong ngày này, bạn tuổi Mùi cũng đang có được chính ấn ở bên, bạn có được cái sự tự tin vào cái năng lực của bản thân mình và sẵn sàng để ứng phó với những cái thử thách mới với mình. Ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy bạn đang có cái sự xáo trộn trong gia đình nhỏ của mình. Có thể sự bận rộn vào cái vuông quay của công việc đã khiến cho bạn thiếu đi cái sự quan tâm và sát sao đến người thân, dẫn đến những cái hiểu lầm đáng tiếc xảy ra với bạn. Sự nghiệp quan trọng, ước mơ cũng quan trọng, nhưng gia đình cũng chỉ có một mà thôi bạn tuổi Mùi nhé. Bạn hãy cân đối cái thời gian trong ngày để có thể cân bằng được cái cuộc sống của mình, tránh những cái vết rạn nứt trong cái chuyện tình cảm gia đình của bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim có chuyện biến mới, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy công danh thăng tiến, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa sự nghiệp lên ngôi, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ tình cảm xa cách, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc gia đạo bất an. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba, ngày mùng 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này có thể sẽ cần phải ngồi tĩnh lặng lại mà suy nghĩ về những việc mình đã làm nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi, cho nên trong cái ngày dần này với bạn tuổi Thân đang có nhiều chuyện xảy ra và nếu như bạn nhún nhường một bước thì sẽ thấy được trời cao bể lặng. Và nếu như bạn tuổi Thân cứ cố chấp làm theo ý của mình thì chỉ khiến cho sự tổn thương của bạn ngày càng sâu sắc hơn mà thôi. Tỷ kim chiếu mệnh cảnh báo cho bạn tuổi Thân cần phải suy nghĩ tích cực và xử lý vấn đề một cách linh hoạt hơn mới được đó bạn tuổi Thân nhé. Với bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, bạn mệnh đừng cho rằng những cái điều mình nghĩ luôn luôn là đúng, ai cũng có những lúc mắc sai lầm, mà hơn hết người trong nhà đừng có phân biệt rạch ròi đúng sai quá mức, mà hãy để cho tình yêu ở cái vị trí cao nhất bạn tuổi Thân nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, cái việc xuất hành với bạn cũng không được thuận lợi, cầu tài không được tốt, đặc biệt là kiêng kỵ cái việc ký kết hợp đồng trong ngày, những cái việc liên quan tới tiền bạc đó bạn tuổi Thân nhé. Bởi bạn đang có cái điểm xấu nên cái việc ký kết hợp đồng có thể là có sai suất, mất tiền mất của xảy ra với bạn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy tình cảm ảm đạm, tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa có nhiều vấn đề, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ tranh cãi gay gắt, tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc gia đạo bất an, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim không khí căng thẳng. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba, ngày mùng 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay có thể sẽ cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống đều đang chống lại mình đó bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này khiến cho bạn
trở nên thiếu đi cái sự tỉnh táo và sáng suốt, mắc phải những cái sai lầm không thể hiểu nổi được. Đoạn. Cái giá phải trả quá đắt khi mà bạn tuổi Dậu đánh mất đi cái khoản tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Bạn không muốn phải khiến cho mọi người phải lo lắng, nhưng có những chuyện chẳng thể nào giấu được đâu đó bạn tuổi Dậu nhé. Trong cái ngày Giáp Dần này, đối với bạn tuổi Dậu á, bạn cũng đang gặp ngày Mộc khắc Kim. Gia đình lúc này không còn là cái chỗ dựa, bởi những cái thất bại mà bạn tuổi Dậu mang lại với người trong gia đình quá cái ngưỡng chịu đựng với họ rồi. Dù bạn muốn ngỏ lời xin lỗi, nhưng dường như tất cả đều đã quá muộn màng với bạn rồi nhé. Trong cái ngày này với bạn tuổi Dậu, 21 tháng 7 năm Canh Tý này, các việc xuất hành đi xa với bạn không được thuận lợi, tâm trạng của bạn không được tốt, cho nên tránh cái việc ký kết hợp đồng, những cái việc liên quan tới xuất tiền trong ngày bạn tuổi Dậu nhé. Bạn đang có cái điểm báo có cái sự sai suốt, mất tiền, hao của đoạn. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, trái tim bị tổn thương. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, mất tiền hao của. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, mù quáng mất tiền. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, cần được che chở. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, mâu thuẫn gia tăng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 3 ngày 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này lại khá chi là may mắn, bởi bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất, cho nên tình cảm đôi bên đều đã được công nhận, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tính tới cái chuyện về chung một nhà, thành một cái gia đình nhỏ với bạn và bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất, thiên ấn chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Tuất, bạn hãy sáng tạo không ngừng nghỉ, bởi đó chính là cái khía cạnh mở cửa cho cái thành công của bạn vào cái thời điểm này. Có những lúc bạn thấy mệt mỏi nhưng nghĩ tới cái thành quả mà quên cả mệt nhọc đi với mình của bạn tuổi Tuất nhé. Tuy nhiên không thiếu những cái việc không như ý, song bạn tuổi Tuất biết cách cân bằng, biết suy nghĩ lạc quan và tích cực để hướng về phía trước nữa rồi. Bạn không quan tâm quá nhiều đến lời mọi người xung quanh đồn đoán nữa với bạn nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất, cái việc xuất hành đi xa cũng thuận lợi. Bạn nên cầu tài, cầu lộc, khai trương, mở kho, ký kết hợp đồng trong ngày cũng được thuận lợi nhé. Và theo khẩu mệnh, ngày này là ngày dương kim, tốt, tốt cho cái việc xuất hành, có quý nhân phù trợ, có tài lộc thông suốt. Đoạn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, thành công không ngừng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, sáng tạo vô biên. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, có người giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, gặp được mạnh ghép hoàn hảo đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên trong cái ngày Giáp Dần này đối với bạn tuổi Hợi đang có cái điểm báo có cái sự cản trở bởi những cái hành động của bạn vô tình tạo ra, nhưng lọt vào mắt của người cố ý lại trở thành cái chuyện lớn xảy ra với bạn.
Với bạn tuổi Hợi đang bị thị phi bủa vây, cái điều này khiến cho bạn tuổi Hợi không khỏi mệt mỏi nhé. Trong ngày thứ ba này, những cái lời đồn thổi sai căn cứ khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Hợi và người ấy có nhiều cái nguy cơ rạn nứt, dù không mong muốn nhưng khi đã quá mệt mỏi có thể bạn sẽ chọn cách buông tay đối bạn tuổi Hợi nhé. May mắn là trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi, vận trình của bạn đang có được thực thần chiếu mệnh, cái điều này bù đắp cho cái nỗi buồn của bạn. Bạn tuổi Hợi, bạn vẫn kiếm được tài lộc về nhà. Cái chuyện làm ăn buôn bán của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay lại càng phát đạt, rất chi là thuận lợi, đúng theo như ý của bạn luôn nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, thị phi bủa vây. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, nhiều lời đồn đại. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, tình cảm tan vỡ đó. Đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: màu trắng, màu bạc. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.